nghệ sĩ Việt chúc mừng tạp chí Gia đình Việt Nam nhân ngày 21 tháng 6. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2023, các nghệ sĩ Việt Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Phan Hoàng Thu đã gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ nhân viên, phóng viên tạp chí Gia đình Việt Nam và các cơ quan báo chí, các nhà báo nói chung, doanh nhân, diễn viên Lý Nhã Kỳ. Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Kỳ xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của tạp chí Gia đình Việt Nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Gia đình Việt Nam là một tờ tạp chí rất hiện đại, nhiều chuyên mục sâu sắc cập nhật tin tức mới, hấp dẫn về gia đình, sức khỏe, nấu ăn, thời trang, giải trí, du lịch. Kỳ rất quan tâm. Xin cảm ơn đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của báo. Chúc Gia đình Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa để phục vụ bạn đọc và xã hội. Hoa hậu Phan Hoàng Thu, lại một mùa tri ân sắp đến, ngày 21 tháng 6, ngày của các nhà báo Việt Nam, Thu hay nói đùa rằng, ngày của các anh chị em kề vai sát cánh với mình trên hành trình hơn một thập kỷ qua. Cảm ơn thì năm nào cũng cảm ơn rồi, năm nay đặc biệt hơn một chút, Thu muốn gửi một lời động viên tới các anh chị em làm báo. Thu biết, năm vừa qua là một năm khó khăn về mọi mặt, trải qua dịch bệnh rồi thì đến kinh tế lạm phát. Chắc chắn anh chị em mình cũng phải đối mặt với khó khăn không kém bất cứ ngành nghề nào. Chỉ mong mọi người đừng nản lòng mà luôn giữ lửa với nghề. Bởi nếu không có những nguồn thông tin quý giá đến từ truyền thông kịp thời thì doanh nghiệp sao kết nối được với khách hàng. Nhà nước cũng không thể gần gũi với nhân dân và nghệ sĩ thì sẽ xa cách với công chúng, và ngược lại. Người dân cũng khó lòng tiếp cận đến những thông tin cần thiết để phát triển một cuộc sống tốt hơn. Tóm lại, giá trị và vai trò của những người làm nghề báo chưa bao giờ bị phủ nhận, đặc biệt vào những thời điểm kinh tế khó khăn như bây giờ. Vai trò của anh chị em báo chí lại càng quan trọng biết bao nhiêu. Trân trọng và biết ơn mọi người rất nhiều. Nhạc sĩ, ca sĩ Cáp Anh Tài. Cáp Anh Tài là một nhạc sĩ, ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt, cũng là người đồng hành sáng tác ca khúc chủ đề Linh Hồn của Press Cup, giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc do tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhạc sĩ, ca sĩ Cáp Anh Tài chia sẻ, tôi xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và các anh chị đang công tác tại tạp chí Gia đình Việt Nam lời chúc sức khỏe, thành công, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh. Từ khi hoạt động nghệ thuật, Ngọc Anh cảm thấy mình là một nghệ sĩ may mắn, không chỉ được khán giả đón nhận mà còn có nhiều nhà báo ưu ái, giúp hình ảnh. Tiếng hát của Ngọc Anh đến gần hơn với người hâm mộ. Nhân ngày báo chí Việt Nam ngày 21 tháng 6, Ngọc Anh xin gửi tới các nhà báo, phóng viên, đặc biệt là những nhà báo làm ở lĩnh vực văn hóa lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Ngọc Anh cũng như rất nhiều nghệ sĩ khác luôn trân trọng và tôn vinh tất cả các bạn đã góp phần lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ca sĩ Lương Nguyệt Anh. Đối với Nguyệt Anh, các anh chị nhà báo không chỉ là người đưa tin để Nguyệt Anh có thể đến gần hơn với công chúng mà đôi khi còn là những người bạn thân thiết trong cuộc sống. Nguyệt Anh thấy may mắn và vinh dự khi có những cuộc gặp gỡ anh chị nhà báo từ công việc sau đó gần gũi và thân thiết như bạn bè. Có thể đưa lời khuyên cho Nguyệt Anh để hoàn thiện hơn hình ảnh trong mắt công chúng. Kính chúc quý anh, chị, em nhà báo nhiều sức khỏe, luôn giữ mãi nhiệt huyết trong nghề để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng nền báo chí Việt Nam. Xin gửi lời cảm ơn đến quý anh, chị, em nhà báo đã đồng hành và hỗ trợ trong suốt thời gian vừa qua. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Có lẽ ít ai biết rằng, ngày bé Cao Minh Tiến từng mong muốn trở thành nhà báo. Khi lớn lên hoạt động nghệ thuật được gặp gỡ, làm việc với nhiều anh chị nhà báo, Cao Minh Tiến vẫn luôn trân quý nghề nghiệp này. Cao Minh Tiến vẫn ngưỡng mộ những đóng góp thầm lặng của các anh chị để có những tác phẩm báo chí tuyệt vời đến gần hơn với độc giả. Đặc biệt, cảm ơn các anh chị vẫn luôn ủng hộ và yêu thương cho bước đường nghệ thuật của.